mọi người nhé hôm nay thì ông có mấy cái laptop giới thiệu bán người thứ nhất là con laptop của Toshiba này con này model của nó là z 63 con này nó chạy chip i5 ram 8 g sd của nó là 256 g màn rộng 13 3 bay em bán người giá là 3 triệu 6, 6 giá này thì đã bao gồm cả à, sạc rồi mọi người không lấy sạc em sẽ trừ cho người 200 nghìn còn 3 triệu tư nhé à, ngoại hình con này thì nó chỉ hơi xước theo thời gian một chút thôi con này thiết kế thì rất là mỏng nhẹ con này uh, chắc nhẹ khoảng tầm 8 900 g thôi chưa đến một kg đâu rất là nhẹ nhé em cầm một tay rất là nhẹ nhàng luôn cái này nó thiết kế rất là mỏng nhẹ Đấy, và phù hợp cho anh chị nào hay phải di chuyển đi lại nó rất là tiện nhé cái này uh, nó có các cổng kết nối như chân sạc này VGA HDMI USB chân cắm tay anh em 5 năm nhé Đằng trước thì nó chỉ có đèn báo nguồn báo sạc thôi bên này thì có khe cắm thể nhớ này USB này mạng lan nhé mặt sau này nó hơi xước theo thời gian một chút thôi còn bên mạch cam kết mọi người là xin đẹp một chưa có can thiệp sửa chữa bất cứ một cái gì cả bàn phím đẹp nhé không có bị mờ bạc bong chóc phím nào cả nhé Tớt bác thứ ok màn rộng 13.3 inch đẹp không có bị ám ối nhé camera micro đều ok nhé Để con này nó chạy con chip Core i5-8250U này RAM 8GB và đang chạy Windows 10 là 64bit và ổ cứng lưu trữ của nó là ổ SD 256GB đã được chia làm hai ổ, một ổ Windows, một ổ trí nhiệm nhậu nhé Nên sẽ an toàn dữ liệu cho mọi người Để Wi-Fi rồi mọi chức năng đều ok hết nhé Và em bán người giá là 3 triệu 6 và mọi người không lấy sạc thì còn 3 triệu 4, 4 nhé con này nó là con laptop của Toshiba này. Con này uh, nó là dòng Dynabook model là VC72 nhá. Con này nó chạy chip i5 RAM 8 GB, SD của nó là 256 GB, màn rộng cũng là 13.3, giá bán cho người là 4 triệu rưỡi. Giá này đã bao gồm cả sạc rồi. Mọi người không lấy sạc em sẽ trừ cho mọi người 300 000 còn 4 ,2 triệu 2 nhá. Đấy, con này ngoại hình thì uh, rất là mỏng nhẹ. Con này nhẹ chắc chỉ khoảng tầm 5 6 lạng thôi, nó chỉ khoảng bằng một cái cuốn sổ A4 khoảng tầm 200 trang thôi. rất là nhẹ con giờ uh, 63 nó đã nhẹ rồi con này nó còn mỏng nhẹ hơn nhé à, thiết kế rất mỏng nhẹ nhé Đấy, ngoại hình thì nó cũng có bị xước theo thời gian một chút rồi các cổng kết nối thì nó có chân USB này chân, à, xin lỗi mọi người chân này chân tay C si nhé chân này nó vừa là chân kết nối dữ liệu vừa là chân sạc nhé ở à, chân cắm tay nghe chấm 5 này đằng trước thì không có cổng kết nối nào cả bên này thì nó có nút nguồn vào USB nhé Đấy, mặt sau này à, nó cũng hơi xước theo thời gian một chút nhưng mà bên mạch thì cũng cam kết là zin test 100% nhé Đấy, bàn phím đẹp nhé, không bị mờ bạc vong chóc phím nào cả Con này ờ Tớt bát của nó ok nhé Và nó có tích hợp thêm cái cảm biến vân tay ở trên tớt bát Đây là cái cảm biến vân tay nhé Con này thì nó có mở khóa bằng uh, vân tay này Và mở khóa bằng khuôn mặt Fade đi nhé Đấy, Camera micro đều ok Đấy, này nó có thể mở khóa bằng vân tay khuôn mặt này, Fade đi này Đấy, Màn rộng 13.3 inch Đẹp không có bị ám mỗ gì cả Và màn này nó là màn cảm ứng đa điểm giống như điện thoại smartphone nhé Đấy, con này uh, nó chạy con chip Core i5 7300U 8GB và đang chạy Windows 10 là 64 bit. Và ổ cứng như chữ của nó là ổ SD 256 g nhé và đã chia làm hai ổ, một ổ Windows, một ổ chế liệu nhé. Đây con này cảm ứng đa điểm nó rất là mượt luôn. Đây em thử nước em cảm ứng cho mọi người này. Đó. Nước rất là ok nhé. Đây, zoom riêng các thứ này. Đó. Cực kỳ mượt. À, con này màn của nó có thể xoay gập được 360 độ nhé. Đây, mọi người có thể xoay gập 360 độ này. Đó. Rất là ok nhé. Đó. Xoay gập này. Con này nó là một con máy lai giữa một con uh, máy um, tính bảng và một con laptop. Đấy, nó, nó rất là tiện dụng. mọi người uh, làm việc các thứ nó cũng rất là tiện, mỏng nhẹ, mang đi mang lại rất tiện nhé Rất là mỏng luôn. Nhẹ lắm, nó nói chỗ nó khoảng như giống như một quyển sổ A4 khoảng 200 trang, rất là nhẹ luôn. Vỏ nó vỏ magie mà, rất là nhẹ. Còn con này là con laptop của ThinkPad này. Con này là uh, Lenovo ThinkPad nhé Con này model của nó là X280 Nó chạy chip i5 RAM 8GB SD của nó là 256GB Màn rộng 13.3 Giá bán của là 3 triệu 9 nhé Con này uh, giá này đã bao gồm cả sạc Mọi người không lấy sạc em sẽ trừ cho mọi người 200 nghìn còn 3 triệu 7 Đấy, Ngoại hình con này thì nó Chỉ hơi sức nhẹ theo thời gian thôi Đấy, Ngoại hình này đó, Nó chỉ hơi theo thời gian một chút thôi Con này nó cũng là vỏ kim loại nhé Đấy, Vỏ kim loại nên là cầm nó cũng rất là cứng cáp có cổng kết nối của nó thì nó có chân tai si này chân này nó vừa chân kết nối vừa là chân sạc nhé rồi uh, USB này HDMI này chân cắm tay nghe 3.5 nhé bên này thì có khe tản nhiệt USB này mặt sau này mềm mạch thì cũng cam kết là zin nét luôn không có bị bụi bẩn han gì gì cả vỏ kim loại cầm rất cứng cáp luôn bàn phím đẹp nhé quay bàn phím là bàn phím led nhé mọi người làm việc buổi tối nó rất là tiện nét này sáng quắc luôn làm việc buổi tối rất là tiện nhé con này nó có mở khóa bằng vân tay nhá, màn hình đẹp, không có bị ám mố gì cả, và con này màn hình của nó là màn hình cảm ứng đa điểm giống như điện thoại, điện thoại smartphone nhé con này em sẽ cho mọi người xem cái cấu hình chi tiết của nó nữa. camera micro cũng thử đều đều ok nhé, cam thì nó có một cái trượt để che cam để tránh hết cam. bây giờ mình không dùng thì mình trượt vào để tránh hết cam nhá. nó có cái trượt che cam. con này nó chạy con chip Core i5 7300U 38 và đang chạy Windows 10 là 64 bit. Đây màn hình cảm ứng rất là mượt luôn. Đấy, nó cũng là màn hình cảm ứng đa điểm. Đấy, ra, ra, ổ 256 và đã chia làm hai ổ rồi, một ổ Windows một ổ chip liệu nhé. Mọi chức năng của nó thì đều ok. Bản lề con này thì mở rộng là 180 độ thôi, không được xoay được 360 độ như con Toshiba kia. Đó. Vỏ của nó cũng là vỏ loại cũng rất là cứng cáp luôn. Đấy, mọi chức năng của nó thì cũng đều mượt mà ok hết nhé không có bị mỗi bất cứ một chức năng gì cả wifi mọi thứ đều ok Nướt cũng khá là mượt mà nhé nước này, đó. rất là mượt luôn cảm ứng này cực kỳ mượt nhé ừ. con này thì xét về uh, cái độ dày độ nặng thì nó sẽ hơn dày hơn và nặng hơn so với con Toshiba Đấy. nặng hơn dày hơn chút thôi nhưng con này chắc gì khoảng tầm 1 kg hoặc là hơn một, kg một chút thôi khoảng tầm cân một cân hai thì khoảng đấy thôi nói chung là nó cũng khá là nhỏ gọn so với con Toshiba thì nó nặng hơn nhưng còn so với những con khác thì nó nhẹ hơn rất nhiều còn con này là con của Dell này model của nó là 5290 con này em bán người giá là 5 triệu 6 0, nhá đó. con này nó là laptop của Dell con này nó cũng thiết kế kiểu dạng 2 trong 1 con này thì mỏng đét luôn đây là cái bàn phím của nó là bàn phím tháo rời con này nó không khác gì con máy tính bảng khi tháo cái bàn phím này à, nhìn không khác gì một con máy tính bảng luôn. mọi người uh, dùng cái uh, để mà để trên mặt bàn thì mọi người bẩy cái này ra, à, bảy cái này ra thì nó có một cái chân đỡ như này này. À, thì mọi người có thể để trên mặt bàn như này. Đây em xoay cho mọi người dễ nhìn hơn. Đó à, thì nó sẽ chống đỡ như này. Con này uh, bàn phím của nó là bàn phím tháo rời. À, con uh, những con kia thì bàn phím của nó vẫn không tháo rời được, nhưng con này thì tháo rời. Ngoại hình con này thì nó cũng có bị uh, xước theo thời gian một chút rồi. Đây này, nó hơi uh, chóc sờ một chút nhá. Chóc sơn thôi chứ không cấn móp gì đâu bàn phím của nó cũng là bàn phím led nhé, con này bàn phím led sáng quắc luôn. Đây, mọi người để nên nó sẽ tự hít vào thôi, đây, nó tự hít vào. bàn phím của nó, nó là bàn phím led này, Đấy, mọi người nhìn này sáng quắc luôn, làm việc buổi tối nó cũng rất là tiện nhé. đây em sẽ cho đây em gạt cái này ra em cho mọi người xem cái cấu hình chi tiết của nó đây. em trượt bàn phím này, thử nó cũng rất là ok nhé. đây em đang thử cả bàn phím nữa cho mọi người xem này Đấy, con này nó chạy con uh, chip uh, coi 5 nhá à, nó chạy chip coi i5 8250U nhá Đấy, ra của nó là 8 g và đang chạy Windows 10 là 64 bit em bỏ cái bàn phím ra cho nó tiện nhá Đấy, bàn phím kết nối thứ vừa em thử ok hết nhá có cả led luôn Đấy, và ổ cứng lưu trữ của nó là ổ SD 256 g nhá Đấy, SD của nó là 256 g này. Đấy, mọi người lấy thì em sẽ chia làm hai ổ cho mọi người, một ổ Windows, một ổ chứa liệu nó sẽ an toàn dữ liệu hơn nhé. mọi chức năng thì đều ok hết. Đấy, luôn rất mượt luôn máy tính bảng nó giống như con máy tính bảng luôn và con này thì nó có hai camera nhá Đấy, mọi người xoay dọc xoay ngang đều ok này Đấy, dọc này Đấy. con này nó có hai camera Đấy, đằng sau này cũng có camera và micro nhá đằng trước thì nó cũng có camera micro Đấy. mọi chức năng thì đều ok hết chạy mượt mà luôn các cổng kết nối của nó thì nó có chân tai xi hai chân tai xi này nó vừa là chân kết nối vừa là chân sạc này USB nhé. Đây là nút tăng giảm âm lượng này, chân cắm tai nghe 3.5 này. Chỗ này là loa uh, nhá, loa ngoài này. Đây là chân kết nối bàn phím nhé. Bên này thì uh, nó cũng có loa này, chỗ này là khe tản nhiệt này, à, khe tản nhiệt ở trên này này, đó. À, khe tản nhiệt nhá. Và nút này là nút Windows và nút này là nút nguồn nhé. nói chung là các cổng kết nối cơ bản nó cũng đầy đủ hết. Con này thì uh, mỏng nhẹ rồi, rất tiện lợi rồi, nó như kiểu máy tính bảng luôn rồi. À người tháo bàn phím ra thì nó không khác gì một con máy tính bảng cả. Đó. Rồi ok nhé, máy của Dell nhé. màn con này nó cũng rộng là 13.3 inch nhé, màn rộng 13.3 inch nhé. cảm ứng rất là mượt mà luôn, mọi chức năng đều ok. bán về 5 triệu 6, 6 nhá. chip i5, ram 8, sd là 256g nhá. còn con này nó con của HP này, con này model của nó là x 360 1030 g 3 con này nó chạy chip i5 RAM 8 GB, SSD của nó 256 GB, màn rộng 13.3. Giá bán này là 6 .9 triệu 9 nhá. Giá này đã bao gồm cả sạc rồi, mọi người không lấy sạc em sẽ trừ cho mọi người 200 000 Còn 6 triệu 7 nhá. Ngoại hình con này thì còn khá đẹp, nói chung là nó chỉ hơi xuất nhẹ tí đi theo thời gian chứ không đáng kể gì cả. Vỏ nhôm nguyên khối nhá, thiết kế cũng rất là mỏng nhẹ. Đây là một con laptop của doanh nhân. À, mỏng nét luôn. À, vỏ nhôm nguyên khối nhìn rất sang luôn nhá. Đó, rất sang cực kỳ đẹp luôn, thiết kế rất đẹp nhá. Đấy, các cổng kết nối của nó thì có USB này, chân cắm tai nghe 3.5 này, nút nguồn này, khe cắm sim nhá. Con này có thể lắp được sim để dùng 4G nhá. Đây khe cắm sim em đang lắp một cái sim này nhá. Đấy mọi người chỉ ấn cái khay là nó sẽ đẩy cái khay sim ra thôi. Nút tăng giảm âm lượng này, chân uh, tai xi nhá. Hai chân này thì nó vừa là chân kết nối dữ liệu và vừa, vừa là chân sạc nhá. Đấy, và đây cổng HDMI này. mặt sau này, máy móc thì cũng cam kết mọi người là zin 100% chưa có can thiệp sửa chữa bất cứ một cái gì cả bàn phím đẹp nhé không bị mờ bạc bong tróc hướng mà cả con này cũng bàn phím nét nhé sáng quắc luôn Đấy, con này nó có mở khóa bằng khuôn mặt này mở khóa bằng vân tay nhé đây là mở vân tay này Đấy, và khuôn mặt face đi này Đấy, camera micro đều ok nhé màn hình rộng 13.3 inch đẹp không có bị ám mố gì cả Đấy, màn hình con này thì nó có một cái lớp phủ nhám chống bám vân tay này chống mỏi mắt và chống nhìn trộm nhé Đấy, con này nó có công nghệ chống nhìn trộm em mà em đang để cái chế độ bình thường nhé đây để chế độ bình thường thì mọi người nhìn ngang này mọi người vẫn nhìn thấy nhé đấy, nhưng mà khi em bật cái chế độ chống nhìn trộm này đấy thì người ngồi bên cạnh thì gần như là tối om không nhìn thấy gì cả nhưng mà nếu mà mình xoay về đằng trước thì mình vẫn nhìn bình thường tất nhiên khi ở cái chế độ màn hình chống nhìn trộm này thì màn hình nó sẽ tối hơn so với màn hình bình thường một chút đấy, nhưng mà khi tắt đi này đó, thì nó sẽ ok nhé đấy, mình đây, chống nhìn trộm này, bật này đấy, bên cạnh thì tối thui thôi nhưng mà đằng trước mình nhìn thẳng thì vẫn ok nhé đó. cấu hình nó cũng rất là ok nhé con này nó chạy con chip coi i5 năm tám hai năm không ngu này ram 8 g và đang chạy windows 10 là 64 bit màn hình của nó cũng là màn hình cảm ứng đa điểm giống như điện thoại smartphone ổ cứng của nó đang là ổ sd 256 gb g đã được chia làm hai ổ một ổ windows một ổ chữ niệu nhé Đấy, con này uh, đây, cảm ứng này nước rất mượt nhé và em đang dùng 4 g nhé đây đang nắp sim 4 g này Đấy, đang nắp sim 4 g nhé đây, đây, em kích vào đây này. Ừ. Đây, Wi-Fi thì em đang tắt rồi. Đây, em đang tắt Wi-Fi và em đang dùng 4G. Và đây là sim Viettel này, em lắp cái sim Viettel này, đó, sóng riêng các thứ này. Đây. Đây, đang dùng 4G, em dùng 4G cho mọi người xem này. Đấy lướt 4G cũng rất là mượt nhá. Này. Cực kỳ mượt luôn. Ừ. đây và màn con này thì nó cũng có thể xoay được 360 độ nhá. Đây, màn này. Đây, xoay gặp 360 độ. Đó. Con này nó cũng là máy này Nài giữa con uh, laptop và con uh, máy tính bảng xoay gập 360 độ, Đấy, nắp được cả sim, Đây, sim viettel này Đấy, rất là ok nhá. con này mọi người mang đi mang lại nó cũng rất là tiện và dùng 4 cờ để mọi người đi đâu nó cũng uh, làm việc con này thứ cũng rất là tiện nhá. À, con này nó sử dụng cái công nghệ âm thanh po nhá, nên là loa của nó nghe, nghe rất hay luôn, loa nghe cực kỳ hay, âm thanh rất là ấm luôn nhá. con này khá là nhiều cái công nghệ và option ngon, cảm biến vân tay, mở khóa bằng vân tay này, khuôn mặt này màn hình chống bám vân tay chống mỏi mắt chống nhìn trộm rồi công nghệ âm thanh po dùng được 4 g nói chung là rất là nhiều option ngon dòng elite book của hp vỏ nhôm nguyên khối kiểu rất đẹp luôn một con laptop của doanh nhân mỏng vỏ nhôm nguyên khối nhẹ rất là tiện khi di chuyển mang đi mang lại Đó. giá đá đáng 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 là bán trong ngày 6 ,9 triệu chín nhá con này giá đã bao gồm cả sạc thôi, mọi người không lấy sạc thì em sẽ trừ cho mọi người 200 trăm nghìn của sáu triệu bảy những máy nhà em hôm nay thì giá này, tất cả những giá mà em ghi ở trên này thì đều đã bao gồm cả sạc rồi Mọi người không lấy sạc thì em sẽ trừ cho mọi người 200 nghìn nữa nhé Đấy, Có một cái con này, con này thì cái sạc của nó thì nó chân tay si này nó hơi cao hơn so với những sạc khác Nên em sẽ trừ cho mọi người là 300 nghìn thôi, còn các sạc khác thì đều là 200 nghìn nhé Đấy, như mọi người lấy máy gì thì mọi người lấy nhắn qua Zalo lô số 03449946 với em nhé Ok cảm ơn mọi người nhé, chào mọi người